cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực truyện tranh những gói bỏ bố trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng trời say mê những món đồ hàng. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to, từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, từng chiều nhộng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bà nằm trăm đồng. Hãy cho tôi xin một vé 02 và dầu mai đây ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé 02, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin học vẽ chúng thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, vẫn xin cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ. Xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Hay lời muốn nói lời chào trân trọng nhất ạ. Ước mơ chưa.